Hello, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tanuki. Không biết có ai còn nhớ chúng mình không? Chứ Tanuki đã 2 tuần rồi mới có một video mới này đó. Hôm nay, thay vì review về họa cụ thì chúng ta hãy đổi gió sang một bộ môn gây nghiện khác đang rất hot hiện nay nhé. Việc nặn đất sét, những tưởng chỉ dành cho trẻ con thì nay đã trở nên gần gũi và thú vị hơn khi được áp dụng vào làm những đồ thủ công nhỏ xinh như huy hiệu, móc khóa, đồ trang sức hay vô vàn vật dụng khác tùy vào độ sáng tạo của mỗi chúng ta. Tanuki vụng về lắm nhưng vẫn mạnh dạn làm video này để các bạn có động lực ngồi dỉ mọ như mình cho vui nè. Bắt đầu thì chúng ta chuẩn bị những vật dụng cần thiết đã nhé. Nhân vật chính không thể thiếu là đất sét rồi. Ở đây mình dùng đất sét tự khô của hãng Monmart đến từ Úc. Đất sau khi để ngoài không khí tầm 24 tiếng là đã cứng lại và sẵn sàng để bạn tô màu lên rồi nhé. Ngoài ra thì để phụ trợ, mình có dùng thêm một bộ dụng cụ tạo hình đất sét cùng hãng luôn. Đất sét khi được lấy ra khỏi túi thì sẽ khá ẩm và dính. Các bạn không nên để tay ướt khi tạo hình vì đất sẽ dễ dính hết ra tay, khó nặn được hình như ý muốn nhé. Mình dự định là một chiếc đĩa nhỏ để đựng đồ linh tinh, một chút pin và một chút móc khóa nữa. Vì cái đĩa to nhất và cũng sẽ lâu khô nhất nên mình sẽ làm đầu tiên nhé. Ở đây mình dùng cái đầu vát để cắt theo hình dáng mình muốn luôn. Đất hơi dính nên mọi người cắt dứt khoát và đừng di chuyển nhiều quá nhé. Khi cắt xong thì mọi người sẽ thấy phần xung quanh sẽ trông rất nham nhở và lồi lõm. Đừng lo mà hãy chấm nhẹ một chút nước rồi vuốt xung quanh để bề mặt đất sét mịn lại theo ý bạn nhé. Ở đây mình còn làm thêm viền ngoài cho đĩa nữa luôn nè. Đĩa to nên dễ hơn chứ nếu bé thì sẽ khá là mệt đó. Khúc này mọi người cứ chú ý nặn đều tay và dùng dụng cụ với đất để miết cho bề mặt đất mịn hơn nhé. Ngồi miết mãi mới ra thành phẩm nè. Cơ mà đất vẫn đang rất mềm nên mọi người chú ý nặn xong thì đặt đất ở nơi khô thoáng, sạch sẽ và tránh người qua lại nhé. Kẻo có ai đụng vào là lõm luôn á. Đặt tạm thành phẩm qua một bên để làm sang món khác nhé. Giờ thì mình sẽ không nói trước là mình làm gì nữa, mọi người tự đoán hoặc xem tiếp để khám phá điều bất ngờ nhé. Chăm chỉ cần mẫn vuốt vuốt xoa xoa để bề mặt sản phẩm thật là mịn. Bạn nào mà dự định làm móc khóa thì bước này nhớ đục lỗ nhé. Khi đất khô thì bạn vẫn có thể đục lỗ được, nhưng cần dùng lực và đồ đục phải nhọn hơn, còn giờ thì đất đang mềm nên tạo hình dễ dàng hơn nhiều. Các món sau mình cũng làm theo trình tự y hệt, lấy lượng đất vừa đủ tùy theo kích thước sản phẩm mà bạn muốn làm. Dùng dụng cụ để cắt và tạo hình theo ý thích và miết lại bằng nước để bề mặt đất được mịn màng hơn. Các bước này tay sẽ rất bẩn vì dính đất tùm lum, nhưng mọi người đừng rửa tay ướt rồi vào nặn tiếp cả đất bị mềm quá không vào nếp được đâu. Tìm mình đi vì mình đã trải qua sự đau khổ đó rồi. Mọi người có thấy là các món trên bàn có màu không đều nhau không? Mình nặn tận hai mảnh đất sét nhưng cái nặn sau do để dưới quạt và nơi khô thoáng nên khô nhanh hơn. Những cái nặn trước vẫn còn màu xám nên chưa khô hoàn toàn để lên màu được, vì vậy mình sẽ tô trước những món ok nha. Mọi người nhớ chú ý điểm này để biết bao giờ thì đất đủ khô để tô màu nhé. Ở đây mình quét một lớp ghe xô để làm lớp lót và cũng để bề mặt sản phẩm mịn hơn. Nhà bạn nào không có ghe xô thì có thể thay thế bằng acrylic trắng nhé. Gesso khô khá là nhanh, chờ tầm 5 phút là mình đã có thể bắt tay vào để tô màu rồi. Mọi người có thể dùng các chất liệu màu như wash, acrylic hoặc bút gốc acrylic như Posca nhé. Ở đây thì mình dùng song song cả bút Posca và acrylic Mia để tô. Bạn nào hay làm đồ thủ công handmade không cần lượng màu acrylic quá nhiều mà vẫn muốn một set ngon bổ rẻ thì mình rất đề cử set Mia nhé. Link mua của sản phẩm mình cũng sẽ gắn ở phần mô tả để cho các bạn có nhu cầu nhé. Cọng để tô thì mọi người chú ý là dùng cọng lông nhân tạo cơ bản thôi, không cần loại nào quá đắt đỏ đâu. Để tô mảng lớn thì dùng loại đầu dẹt cỡ 2 và 4, còn để tô chi tiết thì cọ tỉa cỡ 0 đến 4 là ok rồi nhé. Ở trong video này, mình dài cọ Holic size 4 để vẽ các phần mắt, mũi nhỏ. Cọ dùng ok lắm mà ra lại còn hạt rẻ nữa. Phần màu thì ngoài acrylic ra, mọi người còn có thể dùng màu wash cũng được, nhưng chú ý đừng để bị dính nước và nhớ phủ lớp bảo vệ khi tô xong nhé. Ngoài ra thì mình còn dùng song song với cả bút Posca nữa. Bút có ngoài vừa phải, nhiều màu cho bạn chọn lựa và có độ che phủ cực cao. Tô lên nhìn còn mịn mượt hơn khi nãy mình dùng acrylic nhiều. Độ khác nhau thì màu của bút Posca sau khi khô sẽ để lại bề mặt mịn lì, còn của acrylic thì khá là bóng bẩy.
Tùy vào sở thích và gu của bản thân mà bạn hãy chọn lựa loại màu để tô nhé. Mình thì thích Posca nhất nhưng giá bút hơi đau ví một tẹo và cũng không vẽ được các nét siêu chi tiết và dễ như acrylic được. Kết hợp dùng với nhau thì hợp lý và ra thành phẩm xinh xắn hơn nhiều phải không? Đến bước này thì mọi người đã đoán ra được mình định đặt cái gì chưa? Xem tiếp video để biết thành phẩm trông như thế nào nhé! Làm huy hiệu thì đương nhiên là còn cần phải có phần móc kim nữa. Mình đã xin được một ít của bạn và cả keo dán siêu dính nữa rồi đây. Bước này cũng đơn giản thôi. Bạn bôi một ít keo dính lên mặt sau của huy hiệu rồi dán phần ghim kim loại lên. Chờ khô trong vài phút là được rồi nhé. Nhớ là chọn kích cỡ ghim phù hợp với huy hiệu của bạn nha. Kỹ hơn thì phủ thêm sơn móng tay hoặc resin vào phần đáy ghim để thành phẩm bền hơn nữa. Mấy cái huy hiệu này mình làm size siêu bé nên ghim đi kèm cũng chỉ bé tí tẹo vậy thôi nè. Cuối cùng là một bước không có cũng không sao, nhưng chắc chắn nếu làm thì bạn sẽ không phải hối hận vì sự thần kỳ của nó. Đó chính là phủ resin. Ở đây mình dùng loại resin UV vì mượn được máy chiếu UV của bạn. Để phơi trong máy tầm 3 đến 5 phút là resin đã khô lại luôn rồi. Mùi của resin khá hăng và không tốt cho sức khỏe lắm, nên nếu bạn nào định mua về thì nhớ đeo khẩu trang khi sử dụng nhé. Cách làm thì đổ một ít resin lên bề mặt huy hiệu, dùng cọ dẹt quét cho đều ra, bao phủ kín toàn bộ sản phẩm. Do resin khá lỏng nên bề mặt sản phẩm sẽ như được tráng một lớp gương lên vậy, trông cực kỳ bóng bẩy và đặc biệt là nhìn rất là ảo. Nhiều món mình tô cũng không đều tay lắm mà phủ resin lên, trông cảm giác như bao nhiêu mảng tô lỗi của mình đều đã được lấp liếm hết rồi vậy. Đây là thành phẩm sau khi resin đã khô rồi nè, trông cũng xinh xắn phải không mọi người? Theo như cảm quan cá nhân của một đứa khá vụng về làm mình thì thấy nặn đất sét cũng không quá khó nếu chỉ làm các món đơn giản. Hồi trước Tanuki còn được khách gửi feedback đóng nguyên một con Totoro và một quảng cáo cực kỳ xịn nữa cơ. Video này của mình ngoài việc review về dòng đất sét tự khô của hãng Monmark còn là để giới thiệu cho các bạn một cách giải trí mới, lành mạnh và không quá đắt đỏ trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện nay. Chỉ cần ngồi nhà nặn nặn Toto cũng ra mấy món xinh xắn cô te để trang trí hoặc đem tặng bạn bè người thân rồi. Bạn nào ngại ra đường thì cũng đừng lo vì Tanuki sẽ ship đến tận nhà cho bạn chỉ qua một cú kích thôi nha. Link mua của các dụng cụ trong video mình sẽ đính kèm ở phần mô tả để cho các bạn có nhu cầu nhé. Bạn nào đã sử dụng loại đất sét này rồi thì hãy bình luận bên dưới để mình và mọi người cùng biết nhé. Mong rằng video này sẽ có ích cho các bạn và nếu thấy thích thì hãy like và theo dõi kênh để ủng hộ team Tanuki nhé. Còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Bye bye!